Gà rán cu ca hả? Lạ quá ta. Không biết vị như thế nào ha. Chiên sơ nè, sau đó cho cu ca vào, nêm nếm gia vị. Rồi đợi nó đặt lại nữa. Xong. Không biết vị như thế nào. Rồi hôm nay mình sẽ làm món này. Bật bếp lên nè. Rồi cho dầu vào. Được thôi. Dầu nóng rồi thì bây giờ mình sẽ cho gà vào. Wow. Cánh gà này to phết nha. Hôm giờ hả, mày muốn quay món này lâu lắm rồi mà giờ mới mua được thịt gà. Bây giờ chiên nhiều ăn cho đã. Nhờ em đó nha. Ừ. Giỏi. Lát cho ăn nhiều hơn xíu. Gà vàng rồi nè, bây giờ mình sẽ cho hành và tỏi vô. Đó. Cho nó thơm. Trộn đều lên. Thơm quá trời luôn. Hành tỏi khi mà vô gặp dầu nó phi lên thơm. Xếp vô cho đẹp. Đói bụng quá. Đó. Khi mà mọi thứ đã xong xuôi và thơm hết rồi á, bây giờ mình sẽ chế cu ca vào. Trời ơi. Trời. Mệt mày quá à. Đó. Khi mình chế cu ca vào là mình để ở lửa vừa với nha mọi người. Đừng to quá nó sẽ bị khét đó. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào. Đây là nước tương, một muỗng canh nước tương xì dầu á mọi người. Này là dầu hào, cũng một muỗng canh dầu hào luôn. Thơm quá. Ừ, hành tỏi vô á thơm. Còn đây là một muỗng canh rượu vang trắng. Cho vào luôn, xong. Thơm quá trời thơm. Rồi, xong. Bây giờ mình sẽ đậy nắp vung vào rồi để cho cái coca nó ngấm vô trong thịt gà. Và mình đợi 15 phút ở lửa vừa nha mọi người. Xong. 15 minutes later. Nhìn hấp dẫn chưa? Đấy. Cái này á hả, mày cho nó thêm nửa muỗng bột năng hòa tan với lại nửa muỗng nước á, xong mày cho vào này nó mới sệt lại á mọi người. Bây giờ mày sẽ cho vào đây một xíu muối. Đây. Ví dụ cái muỗng này chia ra thì khoảng tầm 1/5 muỗng muối. Trộn đều lên. Thơm. Cái bụng nó đi ồ ồ nãy giờ luôn á. Lần đầu tiên mới biết đến món này luôn á. Chờ bữa giờ mới có đủ đầy đủ nguyên liệu để thực hiện cái món này. Bây giờ mình sẽ cho cái lửa nó lớn lên nha, để cho nó đặt nó sắc lại, nó hút hết vô trong gà. Thôi chín đi chị Mây. Thơm quá, chín rồi còn gì nữa, chín từ lúc nãy à. Cái này mình để lâu để cho nó ngấm coca cho thôi, với lại màu lên nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó hấp dẫn hơn thôi. Nhưng nên đi đói quá rồi. Chờ xíu. Nãy giờ cho nó cháy xíu cho nó đẹp. Cái đầu nó kẹo lại hết đó mọi người. Hấp dẫn chưa? Tắt bếp nè rồi. Vừa đó nó biến vừa chạy. Lâu rồi chị ăn gà. Món gà rán coca này á, nếu như mà ai thích mè thì mình cho mè, không thích mè thì mình cho tiêu. Đó, mình rưới tiêu lên đây nè. Hấp dẫn của chị ơi. Bụng sôi sùng sục nãy giờ luôn. Đó rồi. Ta-da! Xong rồi nè. Trời cái mùi nó thơm quá trời luôn á mọi người. Đây thử một miếng nào. Mời mọi người nha. Đây. Thơm quá mọi người ơi. Trời cái mùi thơm rất là đã. Đó. Cái vị của nó hả, nó ngọt thanh, nó không phải ngọt gắt giống như mà mình bỏ đường trực tiếp vào đâu, cái kiểu mà nó ngọt thanh thơm thơm nữa đó. Vì nó rất là vừa ăn. Nó có ngọt lắm không? Nó không ngọt lắm, nó ngọt thanh đó, tức là nó ngọt thanh, nó ngọt nhẹ thôi. Nó rất là thơm luôn nè, mà cái mùi thơm của nó lạ lắm, nó không phải thơm giống như mà cái mùi coca mình hay uống, mà ở đây đó là mày cho thêm rượu vang trắng á vô khi mà nấu chung với lại món này á. Rồi cái vị của nó thơm mùi rượu đó, xong rồi thêm ít vị của dầu hào mọi người, nó mặn mặn, nó vừa ăn nó ngon, nó hấp dẫn đó. Phải thêm miếng nữa.
đổi lên tay rồi nè còn tại vì tao không ngờ tao có thể làm được món này luôn á. Trời ơi, thì... thấy không, công tao trang trí cũng đẹp không. Ừ rồi. Ừ. À thiếu anh Tư. Đúng, chính xác. Thiếu cái này nè, không phải cái ý mày nói mà là cái ý tao nói gì nè. Là đây hồi nãy á là mày có bỏ thêm một nửa muỗng bột năng á mọi người. Mày hòa chung với lại nửa muỗng nước là muỗng canh á. Xong mày chế vô nước sốt đang sôi, mày chế vô nó sệt lại, nó tạo cái màu cánh gà như thế này rất là đẹp. Nó dễ dẻo như thế này ăn rất là ngon. Nhưng mà nó thiếu một vị. Đó, để quét miếng tương ớt. Mời mọi người lại lần nữa nha. Nó phải là cái vị này nè, nó thêm một miếng tương ớt vô nữa mọi người. Trời, ăn nó cay nữa hả, nó trọn vị hơn rất là nhiều, rất là thơm, rất là ngon. Đó, thêm xíu tiêu nữa, nó cay thơm, tương ớt nó cay nhưng mà ớt tươi ấy mọi người, ngon lắm, hấp dẫn lắm. Chị Mai cho em hỏi cái nhẹ thôi. Do đói quá chị khen ngon hay là nó ngon thật vậy? Ngon thiệt luôn. Ok, bây giờ em cảnh em đói lắm rồi. Chấm tương ớt ăn ngon không? Ừ. Đừng có phá mấy cọng ngò đang trang trí đẹp. Từ từ để em ăn thử hai kiểu xem như thế nào. Không có tương ớt, có tương ớt. Ừ, ăn trước rồi. Khi mày ăn không tương ớt á, là cái vị nó vừa. Nhưng mà khi mà chấm tương ớt nhiều á, nó trộn vị hơn rất nhiều, ăn nó ngon hơn. Ừ, rồi chấm thử tương ớt nha. Nếu như mọi người không thích kẹo như vậy, mọi người phải bỏ bột năng vậy thôi. Nhưng mà bỏ bột năng vào nó kẹo nó sánh lại, nó sẽ đọng lên miếng gà như thế này á, nó ngon. Có tương ớt ngon hơn. Biết tại sao nó ngon đâu? Nó cay cay. Nó cay cay. Đó, còn nếu như ăn bình thường á thì nó ăn theo kiểu giống như gà sốt gì á. Gà sốt coca. Không phải. Giống như gà sốt gì mà bình thường mình hay ăn á. Nhưng mà mình có thêm tương ớt vô nữa thì ăn nó ngon hơn. Bình thường chắc là gà sốt đường, sốt ấy. Không phải, ai đi sốt đường. Không biết. Cái món này nói chung thấy nhiều người làm rồi. Mà hôm nay á hả? Sau bao nhiêu ngày mới có cái nguyên liệu gà đây, chờ đợi đây thì mới làm được món này á mọi người. Mọi người cứ làm thử, đơn giản lắm. Chỉ cần có cánh gà hay đùi gà hay gì cũng được, miễn sao có gà. Mọi người chép coca vô, mọi người làm như vậy. Đơn giản có một món ăn rất là ngon. Đó. Bye bye mọi người nha. Ăn tiếp đi, nó bụng quá.